game thì mình cũng có để luôn một cái hình để mà anh em xem. À, video của ui cái thằng này, mày chơi mày luôn khô máu mày luôn, xuống sát mày luôn, tao bố mày là sợ mày quá đấy. Thằng này mày chạy đâu, quăng cho tới bom, bán cho một cái công ty chết ngay đó, thấy không? Đấy, anh em thấy không, quá là hay luôn. Nhớ đăng ký và bấm chuông nha. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HDGame76. Anh em đang tìm kiếm cách chơi, cách lên đồ phù hiệu và bản ngọc chuẩn và mạnh nhất của vị tướng Violet. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em chơi vị tướng Violet và cái chia sẻ cái cách lên đồ nha. Rồi, thì Violet đây mình sẽ cầm cái trang bị đó là pháo hoa neon nha, pháo hoa nha anh em. Đấy, chơi mình luôn nè, nãy ui lộn lên quất khô máu luôn nha nè, kiếm cái trang cầm đầu nha. Rồi ui kiếm cái trang cầm đầu rồi anh em ạ. À, thì pha này thì mình sẽ chơi luôn này. Ui, mày chạy đi đâu vãi. Ui rồi ôi, pha đó mình lộn lên mình bán không chết vì tướng Malok tiền bạn anh em ạ. Malok của tiền bạn sau pha đó nó trâu thế nha, rất là cay. Pha đó là mình nhảy lên mình bán nó, nếu mà mình chết thì cũng được thôi, chắc chắn là cũng được thôi, nhưng mà tự nhiên cái trụ nó bán mình chết nhưng mà mình không giết được nó. Cài quá cài. Thôi không sao. Tại thì mình là Bad Violet mà anh em. Rồi quán cái ui anh ơi. Ui rồi ui gặp nắc thứ miền về thằng ra nó chém bay màu ngay anh em ạ. Vừa mới hồi sinh ra mấy cha làm gì rầm rầm cứ mấy cha. Rồi ui chưa gì hết mấy cha làm gì đâu mà tôi chưa mới cái biến lên thôi là đã chết thêm mạng nữa rồi. Ui rồi ui cay thế nha. Không sao anh em ạ. Pha này thì mình chết nhưng mà mình sẽ ra đường giữa đây mình thủ luôn cái trụ giúp cho bạn mic nha. Bạn mic bắn lên mình thủ giùm cái trụ của mình ở trên đó, nhưng mà cái đường lính của bạn thì bị Nagroth nó đẩy lên rồi. Đây thì team mình thì anh Murat anh đang cố gắng anh ăn rồng ăn rắn rồi cho team đây, nhưng mà không biết là có ăn được hay không. Chứ team bạn là có rất là nhiều như Malok nó chuẩn bị nút tay vô này đó biết ngay mà. Đây mình bán của ulti mình ăn cái mạng của vị tướng mà Malok nha anh em. Malok hay à không phải Malok mà là thằng Liliana anh em ạ. À, Liliana cũng đã nằm xuống với cái phố đại của vị tướng Violet rồi. Rồi thì nói về cái nội tại của vị tướng Violet á, thì sau khi mà anh em tung chiêu trúng tướng địch hoặc là bán thường thì nó sẽ hồi cái thời gian giảm thời gian hồi chiêu của chiêu 1 nha anh em. Rồi thì cái chiêu 1 đó là cái chiêu lộn của vị tướng Violet anh em ạ. Ui pha này thì mình không biết có chết hay không. Ui tóc biến đem tóc biến anh ơi. Ui pha này hay quá anh em. Pha này thì mình lại hên rồi, pha này lại hên anh em ạ, lại quay trở lại bán được thêm một mạng nữa của vị tướng Liliana. Đấy, thì pha đó mình còn khá là ít máu mà team mình cũng đã cứu mình được nha anh em. Rồi cái vị tướng Violet này á thì khi mà anh em dùng chiêu 1 á thì anh em sẽ lộn lên, và là sau khi mà lộn lên thì cái tầm đánh của vị tướng Violet nó sẽ xa hơn bình thường và cái phát bắn tiếp theo nó sẽ gây sát thương cực kỳ lớn. Đấy, thì khi mà anh em đánh Violet á thì anh em lộn sau đó lộn, nhưng mà đừng lộn vô giữa cái bài lính của giữa cái đội hình của team địch nha. Khi mà lộn vô giữa cái đội hình của team địch là anh em toan ngay đó, nên là anh em nhớ là khi mà lộn á thì anh em nhớ lộn một cách nào đó mà nó ít có bị vô giữa cái đội hình của team bạn. Theo mình á thì anh em nên lộn xiên một góc 45 độ. Đấy, theo cái hướng mà hướng tay phải của anh em á, anh em lộn như vậy thì cái tầm đánh của anh em nó khá là xa và nó vừa giữ được cái tầm đánh đó anh em không. Khi mình lộn như vậy thì nó sẽ giữ được cái tầm đánh nha. Rồi bây giờ thì cái chiêu 2 của vị tướng Violet thì nó quăng ra một trái bom làm chậm tiếng tên bạn thôi anh em ạ, chứ không có gì. Chiêu cuối pháo đại thì nó bắn ra một quả pháo bay theo cái hướng đó và nó trúng cái mục tiêu thì nó sẽ gây sát thương, cái lượng sát thương nó sẽ kèm theo cái lượng nó sẽ ui thằng này làm gì vậy, nhảy vô cầu à. Này đứng sau bán luôn nha nè. Này bây giờ mình lên mình tiêu diệt cái vị tướng này. Violet đã làm thêm một mạng nữa rồi anh em ạ. Pha này thì mình lộn qua mình định giết cái vị tướng Nagroth của team bạn, nhưng mà chưa kịp bán thì Nagroth nó đã bị chết với cái sức chém của vị tướng Murat rồi anh em ạ. Rồi về cái lối lên đồ thì pha này thì team bạn cũng không có tanh cứng, không có tanh cứng nha nè.
nên là mình sẽ lên cái build đồ như vậy nha. Thì cái build đồ này á, thì anh em lưu ý á, là mình chia sẻ build đồ này mà anh em đánh á, thì khi đó anh em nhìn tên bạn khi mà nó có nhiều cái vị tướng mà nó có máu mà nó trâu á, anh em thì anh em không lên build đồ này nha. Build đồ này là dùng cho cái khi mà tên bạn nó có nhiều máu mỏng. Bây giờ mình chơi này luôn nha anh em, hút khô máu luôn. Vị tướng ui sao mà ulti được anh ơi, chết anh rồi nha, nó lại bá đạo anh em ạ. Này vị tướng Malok thì nó thực ra là nó cũng không trâu lắm đâu anh em, khi mà nó hút được chớp cái thằng này. Mày làm gì vậy, mày làm cái gì vậy? Ui rồi ui, double kill cho vị tướng Violet anh em ạ. Này thì về cái bản ngọc của vị tướng Violet thì nó sẽ có lượng hút máu nha anh em, nên là mình sẽ bán mình hồi máu lại, mình không đi về nha. Team bạn thì có hai vị tướng, đó là sát thủ rất là khó chịu, đó là vị tướng Nakroz và vị tướng Yuka. Đó là những cái vị tướng mà khắc chế vào những vị tướng AD máu mỏng như mình. Này mình xem luôn nha anh em, quăng cái bom nè. Ui anh ơi, rồi xong tôi luôn rồi, pha này thì không sống được rồi anh em. Chắc chắn là chết anh em ạ. Pha này thì không thể sống được bởi vì nó chặn đầu chặn đuôi mất mà, nên là đâu có chạy đường nào được nữa đâu. Này giết 6 mạng chết 3 mạng rồi anh em, trợ được 4 mạng thì thôi, như vậy là cũng ổn rồi anh em. Thì anh em lưu ý nha, cái build đồ mình để ở dưới màn hình á, thì anh em lưu ý là khi mà tên bạn có ít máu cứng nha, ít có ít tanker nha, thì anh em sử dụng cái build đồ này. Còn mà anh em nếu mà anh em mà thấy tên bạn nó có nhiều tanker máu dài á, máu nhiều á, thì anh em sẽ dùng cái build đồ trong những cái clip trước nha. Nếu mà anh em muốn tìm những clip trước thì anh em cứ đánh theo cái từ khóa đó là Violet HD Game 76 thì nó sẽ ra cái video cho anh em. Rồi, nói về cái bản ngọc của vị tướng Violet thì mình có để ở phần mô tả hoặc là phần bình luận hoặc là ở dưới cuối game. Cuối game thì mình cũng có để luôn một cái hình để mà anh em xem. Video của ui cái thằng này, chơi mày luôn, khô máu mày luôn, xuống sát mày luôn, tao bố mày là sợ mày quá đấy. Thằng này mày chạy đâu? Quăng cho tới bom, bán cho một cái ulti chết ngay đó, thấy không? Đấy, anh em thấy không, quá là hay luôn. Pha đó thì một mình cân hai, chơi thằng này luôn, rồi tóc biến qua đây quất luôn, quăng trái bom. Đấy, thằng Yuka nó bỏ nó chạy rồi anh em ạ. Thì anh em cứ chơi khô máu thôi chứ không có sợ nha, bởi vì team bạn nó cơ động, mình cũng cơ động mà. Violet là một trong những vị tướng mà rất là cơ động. Ui cái thằng này chết rồi, một viên nữa là chết nè. Đấy anh em thấy không, lượng lực bắn của vị tướng Violet khá là mạnh anh em ạ. Ui pha này thì hết lính nha, hết lính thì thôi thì bị cái trụ nó bắn cho hai phát cũng hơi đau quá anh em ạ. Mình ui này đã chạy nha anh em. Khi anh em mà muốn chạy thì anh em sẽ lộn cái chiêu một xong mà anh em giữ đừng bắn để cho nó tăng tốc chạy cho vị tướng Violet nha anh em. Đó là cái chiêu một vị tướng Violet. Cái bản ngọc thì nếu mà anh em muốn mà gắn trên ái thì anh em cứ gắn theo cái mô tả của mình nha. Mô tả thì nói chung là ngọc đỏ thì anh em sẽ gắn ngọc đó là tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng 10 viên thì nó sẽ có 36% sát thương chí mạng cho anh em nha. Rồi pha này thì mình đang an toàn thằng nhưng mà team bạn nó qua anh em ạ, thôi lui nha, lui một chút. Rồi thì ui mình vừa lui là thằng Nakroz của team bạn nó vô nó cẩu cái con tà thằng Caesar đi ngay anh em ạ. Ui thằng này làm gì vậy, ảo tưởng sức mạnh à, ảo tưởng sức mạnh hả bạn. Ui lại ăn thêm một mạng của vị tướng Malok nữa anh em ạ. Tự nhiên bạn ấy là nhảy vào trong cái trụ, không hiểu là muốn tự sát hay làm gì nữa. Nakroz này mình chơi luôn Nakroz nha anh em, nó quýnh mình không chết là mình bắn nó chết thôi. Nó gì đâu mà xoáng anh em, từ nãy giờ là mình không sợ Nakroz luôn anh em ạ. Nó chém mình là mình bắn nó chết tươi ngay. Cái lượng đam của vị tướng Violet là cực kỳ lớn nha anh em. Anh em thấy cái build đồ của mình là toàn là lên đam không lên luôn cái giáp hồi sinh nha, bởi vì anh em muốn mà một lộn một bán thì nó rất là đơn giản luôn anh em ạ. Chỉ cần bán nó chết thì không cần mình sẽ cần gì đâu mà phá hồi sinh, đúng không anh em? Rồi cái trụ này thì đổ xuống với mình thôi. Cái con lính này nó hơi to nha anh em, bắn thì nó cũng hơi lao một chút. Rồi vị tướng Liliana của team bạn đang cố gắng để thủ trụ. Team mình thì đường giữa này có cái đợt lính nào không ta? Chưa có lính anh em ạ.
thì mình đã lên được kênh anh rồi nha. Lên được kênh anh rồi nha anh em. Ui, thì bạn lại ulti à. Lại ulti gì được khi mà... Ui, từ. Có cái vị tướng Liliana này mình ghét quá đây anh em ạ. Từ nãy giờ nó cứ nó tóm vào cái đầu mình biết. Đấy, ui, Yuka nè, Yuka kìa. Yuka. Ui, chết pha này rồi, toàn anh em ạ. Pha này thì chết chắc rồi. Đấy, thì mình không còn cái chiêu gì để mà chạy hết. Tập biến thì cũng không còn. Chiêu 1 thì mới vừa lộn xong. Thế là đi ngay. Thế là toàn ngay anh em ạ. Giết 10 mạng chết 4 mạng rồi. Tên bạn cũng khá là có khá là nhiều sát thủ. Có hai sát thủ đó là thằng Yuka rồi thằng Nakrod, sau đó là thêm thằng Liliana nữa. Đấy, thằng nào cũng xông vào muốn cấu muốn xé mình hết. Tiếp tục là có vị tướng Malok, sau đó là anh Văn Heo. Ui, anh Văn Heo anh mạnh khúc đầu mà sao từ nãy giờ mình không thấy anh đi bắn đồ luôn anh em ạ. Chắc bị mình bán đau quá, chết liên tục không có đếm số, miết liên tục chứ gì. Đấy, pha này thì team bạn đang ép đường này lên, nhưng mà dễ ép được với Violet đã hồi sinh anh em. Đấy rồi, mày hả bưởi rồi, ui tóc biến kìa. Tóc biến kìa, chạy đi đâu hả bạn ơi. Ui, chạy hết trơn luôn anh em ạ. Pha này thì anh Yata anh bay lên, mình cố gắng lên mình hỗ trợ nha. Yata bay khá là tốt trong những pha này anh em ạ. Lily kìa anh em ạ. Ui giời, ui anh ấy anh ra anh cầu, nhưng mà cuối cùng là anh cầu về cái bàn thờ anh luôn anh em ạ. Lên mạng lên số ngay anh em. Gây sát thương cho vị tướng Liliana là 91%. Ui anh Akros kìa. Ui anh chạy nhanh quá. anh tuôn ngay, anh thấy mình là anh bay anh bồi thẩm đoàn rồi gương hình quyết gì đó anh làm rạc rạc, anh bay qua bờ tường chạy mất cả dép luôn anh em ạ. Rồi thì pha này thì team mình ăn cả thằng nha, hồi nãy không ăn được chứ bây giờ ăn được rồi là nó sẽ mạnh nha anh em. Trong cái game này thì cái con tà thằng nó cực kỳ mạnh anh em ạ, nên là có cơ hội thì anh em sẽ nên ăn tà thằng ngay nha, không để bỏ lỡ nha anh em. Nhiều pha là mình ép ghê gớm nhưng mà không ăn được tà thằng là vẫn thua như thường anh em ạ. Đây mình lộn lên xéo xéo để mình gây sát thương nha. Gây sát thương nha anh em cứ lộn lên bán một cái rồi anh em lui về. Cứ cấu máu thôi. Này mày bưởi, ui giời, lụm cái trụ thôi anh em ạ. Ui thằng gì đấy? Anh truyền thuyết dành cho vị tướng Murat luôn anh em ạ. Anh Murat cũng đánh khá là hay. Mình bán cái ulti ngay cái đầu của thằng Văn Heo, cuối cùng là Văn Heo nằm im ru. Đấy. Một pha ulti lấy cái mạng của vị tướng Văn Heo ngay anh em ạ. Anh khứa mà lóc nhảy ra ra mày. Chơi mày luôn, khô máu mày luôn. Chơi mày luôn chứ mày sợ à? Đề về con máy anh em. Ui, tóc biến có gì đâu phải xoán. Đấy, ô nhai ngay anh em ạ. Ô nhai ngay mà. Úi giời ơi, cái giọng miền Trung nó hơi bị chót anh em ơi. Giọng miền Trung nó hơi bị chót nha anh em. Đấy, lấy luôn cái trụ nhà người ta. Xong đó lấy luôn cái trụ giữa nè. Đấy, 12 mạng rồi anh em. Win luôn vấn game tại đây rồi anh em. Đấy, chúc anh em xem clip vui vẻ, anh em thấy hay nhớ bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chơi vị tướng nào cứ comment giúp mình bình luận để mình làm cho anh em xem.